Thưa quý vị và các bạn, tại Nhân Nghĩa Đường, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh là nơi duy trì môn phái hiếm hoi trong làng võ Việt, môn phái Hậu Quyền hay còn gọi là võ khỉ. Đặc biệt trưởng môn phái này là một ông lão bị câm điếc nhưng tiếng tăm lại lừng lẫy trong giới võ thuật thành phố Hồ Chí Minh, hơn 80 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh khác thường, vẫn sở hữu những đường quyền tinh xảo, những tiếng thét đầy sinh lực. Đó chính là huyền thoại Hậu Quyền Trần Cửu, truyền nhân đặc biệt của môn phái là võ khỉ có 102 tại Việt Nam. Dù đã hơn 80 tuổi, trong dáng người thấp bé, chỉ cao 1,4 mét, nhưng võ sư Trần Cửu vẫn có những đòn quyền cước biến hóa khôn lường, cực kỳ lanh lẹ giống hệt loài khỉ. Môn võ này có tên là Hậu Quyền. Ông Trần Cửu là truyền nhân cuối cùng của môn phái Hậu Quyền tại thành phố Hồ Chí Minh. Để có thể duy trì môn võ đặc biệt này, hiện ông đang truyền dạy cho 10 môn sinh, nhưng không phải ai cũng có thể theo học được vì sự phức tạp trong các đòn quyền, đặc biệt khi ra thế tấn công. Người đánh phải có sắc thái khuôn mặt và thế quyền giống hệt loài khỉ. Tới năm nay là cũng là 15 năm rồi theo thầy học. Chứ theo thầy học võ cũng là 3 năm và học mấy đường quyền khác cũng là 10 năm. Môn Hậu Quyền này cũng thầy cũng đã truyền về nhiều người mà không học được. Đó chúng tôi cũng là đang quyết tâm theo thầy hướng về thầy cái võ Hậu Quyền này. Võ sư Trần Cửu sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ học. Năm lên 6 tuổi, tai họa ập tới với ông. Những cơn sốt kéo dài sau đó là những cơn co giật mạnh khiến ông bị câm điếc từ thời điểm đó. Nhưng bù lại, võ sư Trần Cửu lại có một trí nhớ hơn người. Phát hiện ra khả năng nhạy bén, thông minh của ông, cố võ sư Lưu Hào Lương là bạn của cha ông đã biến đổi thế võ phái Thiếu Lâm Châu Gia thành Hậu Quyền để truyền dạy cho ông. Các võ sư ở trong Nhân Nghĩa Đường thì cũng đã có học qua những bài này, nhưng mà để phát huy được độc đáo giống như ông Trần Cửu vậy đó thì cũng hiếm có. Sau này thì hy vọng là có người mà nó có những cái năng khiếu, những cái phát huy giống như Trần Cửu. Người tập Hậu Quyền phải phối hợp nhịp nhàng các thủ pháp, cước pháp và thân pháp linh động nhẹ nhàng. Các động tác đều phụ thuộc vào tính linh hoạt của đôi mắt. Khi người đánh ra quyền phải hút môi, thở bằng mũi. Ngoài ra, để uyển chuyển và linh hoạt bay nhảy, người học Hậu Quyền phải học cả khinh công và khí công. Cái Hậu Quyền đó thì đó là một trong những cái trường phái ở trong Thiếu Lâm Châu Gia. Những cái trường phái thì đó gồm thập tại hình tượng như là long xà hổ báo hạc sư tượng mã hầu biêu, mà Hậu Quyền nó đứng về thứ 9. Thì là chuyên nghiên cứu về những cái hình thái, những cái chiêu thức mà nó giống cái loài khỉ. Đến nay, dù đã hơn 80 tuổi, nhưng võ sư Trần Cửu vẫn tiếp tục công việc truyền đàn tiếp đuốc môn phái Hậu Quyền cho các thế hệ môn sinh kế cận. Dù không thể nói lên suy nghĩ của chính mình, nhưng các thế hệ môn sinh vẫn cảm nhận được sự tâm huyết và mong mỏi của sư phụ. Đó là làm sao phát huy hơn nữa môn võ Hậu Quyền để làm rạng danh môn phái Thiếu Lâm Châu Giang.